Khôi xin kính chào Tái Ngộ, quý khán giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đọc Báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyên Khôi và xin kính chào Tái Ngộ quý vị. Thưa quý vị, trước hết thì Hoàng Tuấn xin phép được trả lời thư. Có một người ở bên Úc có nói là hôm chương trình số 427 có một vị nói về cái chuyện, có một bài báo đề nghị nói tới cái chuyện mà đổi tên danh xưng của nước Việt Nam bây giờ đó. Thì người này nói là không có nên đổi, để như vậy cho nó đúng, bởi vì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa là viết tắt của chữ chẳng hề xấu hổ chút nào. Thì cái bốn cái chữ xã hội chủ nghĩa là người dân trong nước người ta nói lâu rồi, là xạo hết chỗ nói, xuống hố cả nước, xếp hàng cả ngày. Cho nên là chúng tôi nghĩ cái tên đó là vẫn nên giữ, không nên đổi. Thì tôi cũng cảm ơn cái ý kiến rất là trung thực, rất là thực tế của anh nha. Rồi có một người gửi một cái đoạn rất là ngắn thôi. Năm nay Phật Đản Quốc Doanh vui ghê, hát nhạc sống, mùa xuân trên thành phố, năm anh em trên một chiếc xe tăng, đường Vinh Quang xe sát quân thù. Lễ Phật Đản. Kinh hoàng. Có một người thì nói như thế này, hỏi là các anh cũng đừng có buồn khi mà cháu của Bác Hồ viết những từ ngữ hù dọa hơi khó nghe, vì họ được dạy dưới mấy trường xã hội chủ nghĩa mà. Và có một cái thắc mắc hỏi là tại sao tiền ở Việt Nam đó không có hình của những anh hùng dân tộc như là Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt hay là Vua Quang Trung, mà lại có chỉ có hình của Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi nghĩ như thế này, dưới thời Cộng sản ai cũng phá sản cả. Chỉ có đảng và nhà nước là có làm tiền thôi, làm ăn được thôi, cho nên ông Hồ Chí Minh ông tóm thâu hết. Cái thứ hai nữa là tiền người ta không in hình mấy vị anh hùng của dân tộc, bởi vì người Cộng sản ta đâu có biết tổ tiên là ai đâu. Nên thôi quý vị cũng thông cảm, cái mức độ nó tới đó thôi ha. Có một bạn trẻ nó là ở Mỹ chừng một năm, có than phiền. Và bạn trẻ này có là quá tin tưởng vô báo chí của đảng và nhà nước, nên bảo rằng là tại sao Việt Nam Cộng Hòa lại phá tổng tuyển cử năm 1956. Thì cái bài báo hôm trước có viết là bởi vì uy tín Hồ Chí Minh lên cao quá, nên Việt Nam Cộng Hòa sợ. Thì thực tế thì cháu cũng xem lại là uy tín quá cao, cho nên cả triệu dân miền Bắc bỏ chạy với miền Nam. Và đến năm 75 thì lại cũng vượt biên vượt biển, bởi vì uy tín của đảng và Bác Hồ quá cao. Rồi, bạn nói là ở Mỹ chừng một năm và than phiền, nó là tại sao bây giờ mà người ta vẫn còn những cái tổ chức ở hải ngoại và đồng bào hải ngoại vẫn còn dùng cái lá cờ vàng. Thì khi nào mà cháu ở Mỹ lâu hơn đó, cháu tìm hiểu thêm về cái hoạt động của người Việt ở hải ngoại đó, thì cháu sẽ hiểu thêm. Chứ còn chú thông cảm, cháu mới có một năm thôi, cháu còn mới lắm, mà cháu vẫn còn tin cái chuyện là năm 1956 Việt Nam Cộng Hòa phá tổng tuyển cử, thì chưa nói chuyện được đâu cháu nha. Cháu phải tìm hiểu thêm nha. Rồi cháu có than phiền như thế này nữa là qua Mỹ đó, thấy mấy người mà ở lâu á, bắt nạt người mới qua. Thì cái chuyện này nó cũng không có đúng đâu cháu, bởi vì cháu chỉ nhìn một cái phiến khiếm diện thôi. Nếu mà cháu nhìn chung đó, thì nếu mà những người cũ bắt nạt người mới thì làm sao có cái chuyện dìu dắt những người mới để mà có công ăn việc làm, có những cái trường dạy nghề, có những cái lớp dạy ESL. Có những trường hợp xảy ra như thế này, thực tế anh Nguyên Khôi không biết có gặp, Hoàng Tuấn đã thấy, có những cái sự xung khắc giữa người mới và người cũ. Bởi vì có những người mới sang, xin lỗi quý vị, vẫn còn mang cái văn hóa chủ nghĩa, cái văn hóa của xã hội chủ nghĩa sang Mỹ. Sắp hàng á thì chen lấn, thì bị người ta cự nữ, rồi vô bãi đậu xe thì giành bãi đậu xe của người ta. Và bạn của Hoàng Tuấn nha, xuống nói nhắc nhở tại sao anh chị lại giành bãi đậu xe. Còn nói như thế này chứ, ở đây chứ ở Việt Nam là chết mày với tao. Vẫn còn nói như thế. Mày chết với tao rồi đúng không? Ở xứ Mỹ người ta có luật lệ, chứ cỡ đó là ốm đòn là đáng lắm, nhưng mà xứ Mỹ thì có luật lệ. Cái thứ ba nữa là có những người khi mà mới sang đó, dùng những cái chữ mà mình phải biết là nhập gia tùy tục à, sang bên này mà cứ bảo cứ vẫn còn tuyên truyền cho chế độ Cộng sản Việt Nam tốt đẹp, thì như người ta bảo tốt thì về bên kia ở chứ qua đây làm cái quái gì. Cho nên nó bị xung khắc những cái như vậy nha. Rồi một cái điều nữa là có nhiều ở trong cộng đồng Việt Nam mà nói là sau ngày giải phóng là không ai chấp nhận cái chuyện đó cả. Nếu mà đất nước giải phóng sung sướng thì ở Việt Nam chứ qua Mỹ làm cái gì. Chính những cái chuyện đó đó thì có lẽ là cháu thấy nó chỉ một phần nhỏ thôi, thì cháu bảo như vậy. Cho nên chú khuyên là cháu nên ở Mỹ lâu hơn, 5 năm, 3 năm, rồi từ từ cháu tìm hiểu thì cháu sẽ hiểu. Chứ bây giờ chú nói thì cháu cũng không có nhận ra nha. Xin cảm ơn cháu. Nhưng mà người Việt Nam mình sang Mỹ, coi như không kể những người đi du học trước năm 1975, thì đợt đầu tiên đến là sau năm 1975 là những người di tản. Sau đó là những đợt vượt biên, rồi sau đó là những đợt đoàn tụ gia đình HO, và đoàn tụ gia đình v.v. Chúng tôi thấy mọi người rất là, phải nói là rất là xuất sắc để giúp đỡ nhau. Người đến trước giúp đỡ người đến sau, và những người Mỹ ở địa phương này họ cũng cảm nhận được cái chuyện đó, họ rất là tôn trọng, họ có thể nói là họ cảm phục người Việt Nam về cái chuyện đó nữa. Thưa quý vị, rồi bây giờ mình bắt đầu đọc báo rồi chưa anh? Rồi, xin mời anh. Dạ vâng, chúng tôi có
Tại vì vừa rồi anh có nói đến cái chuyện mà nếu mà đất nước Việt Nam tốt quá, tốt đẹp quá thì tại sao ở bên đó mà qua bên đây làm Qua gì đây đó. làm Thì gì? có một cái bài báo này thì tôi chỉ đọc thôi, còn cái nhận xét là của anh Hoàng Tuấn, của quý vị. Hơn 26.000 lao động Việt Nam bỏ trốn ở Hàn Quốc. Ủa, sau ngày giải phóng anh? Mới đây chuyện ngày hôm nay. Từ sau ngày giải phóng á. Tình trạng lao động sang làm việc tại Hàn Quốc hết hợp đồng bỏ trốn không chịu về nước khiến nguy cơ bị đóng cửa đối với những người lao động đi mới là rất lớn, và Việt Nam có thể mất thị trường xuất khẩu lao động này. Sở dĩ chúng tôi đọc cái bài báo này là tại vì chúng tôi chợt nhớ, khi mà đọc cái tựa đề của bài báo, chúng tôi chợt nhớ là hình như có một cái cuộc thống kê nào đó đó, Việt Nam mình là một quốc gia đứng đầu thế giới về Hạnh phúc, về chỉ người số hạnh dân, phúc hả? chỉ số hạnh phúc, và người dân sống rất là hạnh phúc, rất là thoải mái. Người ta chỉ có thể sống hạnh phúc được khi người ta có cơm no áo ấm thôi, phải không anh? Đói khổ, nghèo đói, không có công ăn việc làm, thất nghiệp, rồi mang nợ nần vân vân thì làm sao mà hạnh phúc được? Và trong khi đó đứng đầu thế giới về hạnh phúc mà tới hơn 26.000 lao động Việt Nam bỏ trốn ở Hàn Quốc, số người lao động không bao nhiêu mà tỷ lệ này chắc cũng khá cao đây. Không biết chừng á, người ta chỉ mượn đường thôi anh. À, Ở đây rồi người ta sẽ kiếm đường người ta qua bên Bắc Triều để cho nó gần Tiên. vào ạ. Bởi vì cái đó là Cùng nước đất xã mà hội cùng với xã chủ hội chủ nghĩa mà. nghĩa. Đó. Thay vì đi thẳng qua Bắc anh Triều Tiên anh thì nó anh có khó quá. anh có sáng kiến hay. Người ta đi đây cái trạm đầu tiên thôi. Ở đó rồi tìm đường vượt biên qua bên Bắc Triều Tiên. Sống Bởi cho vì đúng đúng nghĩa sống của xã hội đúng chủ xã nghĩa hội chủ phải nghĩa mà. Rồi, thì quý vị người cộng sản thì mới bảo cái gì cũng bao là nhân dân cả nha. không Bây giờ nói tới cái chuyện trưng cầu dân ý thì báo Việt Nam Net, ông đại biểu Đỗ Kim Tuyến ở Hà Nội lưu ý là cơ chế của đảng ta là đảng lãnh đạo, sau khi trưng cầu dân ý rồi, trưng cầu ý dân rồi thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng phải xem ý dân thế nào, lòng đảng ra sao, trên cơ sở đó mà quyết định. Xin lỗi quý vị, trưng cầu dân dân ý ý. có ý dân sao mà phải coi lòng đảng nữa. Rồi, nhưng mà có cái ông này là Nhưng mà người Việt Nam ta có cái câu là ý dân là ý trời. Nhưng mà bây giờ thì ý dân là ý trời, còn ý đảng là ý gì anh? hồi xưa người ta nói là Ý ý đảng lòng dân, đảng là gì bây anh? giờ người ta trưng cầu ý dân thì người ta nói là ý dân lòng đảng. Đảng, hiểu. Rồi, nhưng mà ông này còn chưa có ông thứ nhì còn máu hơn nữa. Ông nói như thế này, ông Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ, ông nói như là dân chủ của ta có hạn, dân trí còn rất thấp, số người dân trí cao là thiểu số thôi, trưng cầu có khi gây hại, không thể tùy tiện. Ông nói như thế. Sao dân trí mình rất thấp, tự nhiên cái ông lại bị quốc hội ấy, Ông là bảo dân trí rất là thấp, ông ông lại là có hai cái tội. Một, thứ nhất á là ông ấy tiết lộ bí mật quốc gia. Cái bí mật quốc gia là dân trí ta còn thấp, một là như vậy, không có là phản động, dám dám nói xấu dân tộc mình. Cái thì này đúng mới rồi, là nói xấu dân tộc, người cái này trong mà nước đúng rồi, này, nói xấu dân nói tộc xấu đất nước, nói xấu dân tộc dân trí còn thấp, không có trưng cầu được. Rồi một cái ông nữa là chủ tịch hội đồng dân tộc quốc hội, là ông tên là So Phước, cho rằng ông người dân tộc luật quyền phải thiểu quy số đó. định rõ những điều thuộc vùng cấm, không đưa ra trưng cầu ý dân. Câu hỏi việc gì cần đưa ra trưng cầu ý dân được đại biểu Trần Du Lịch nhận thức rất đơn giản. Hiến pháp ghi rõ là quốc hội quyết định trưng cầu ý dân về thứ nhất là hiến pháp, thứ hai là những vấn đề thuộc thẩm quyền của quốc hội, nhưng quốc hội không yên tâm khi quyết. Tức là nói một vòng 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 trưng cầu ý dân nhưng mà cũng phải ràng buộc, và cái điều quan trọng nhất á, là phải có lòng đảng ở trong đó. Vậy thì chứng cầu ý dân làm gì, cứ lòng Bởi đảng thôi cho nó tốn tiền. mà cái điều là cái dân trí còn thấp, cứ hở một tí là dân trí còn thấp. Và khi mà có chuyện, khi mà ca ngợi những thành tích thì nó là dân trí ta rất cao, sống hạnh phúc. Và cho nên là có những người có ý kiến đó, bạn đọc trong nước đó, cảm ơn ông. Bây giờ tôi mới biết trình độ dân trí của mình đánh giá ở mức mức độ nào. Có người bảo, ủa chứ ngày xưa đó là ý đảng lòng dân, sao bây giờ tại sao là ý dân là lòng Đảng đảng? nó cứ lộn tục phèo ấy. Nó lộn tùng phèo lên. Cho nên là như quý vị nói tới nói lui là người ta cũng trồng đảng vô, nhưng mà cũng có người trên Facebook nói lòng đảng á, toàn là gươm đao không mà, còn nếu mà đơn giản hơn nữa lòng đảng rồi chả bằng lòng lợn. Đó là thực tế Chứ không lòng lợn đấy còn nó ạ? còn Có ăn còn được. còn ăn được, còn còn đưa cay được, chứ lòng đảng thì lại chả được cái tích sự gì. Mời Về vấn đề giáo dục, thưa quý vị, người ta vẫn nghĩ rằng cái môi trường giáo dục là cái môi trường ở đó các em, các học sinh, các sinh viên được dạy dỗ và được đưa đến những kiến thức về khoa học, về kỹ thuật cần thiết nhất để trang bị cho cái đời sống của mình trước khi bước vào đời, phải không ạ? Về vấn đề mà giáo dục thì chúng tôi có bài báo ở trên VN Express như thế này, nhan đề là hiệu trưởng thu tiền để thuê thầy cúng ma. Bài này mới này. Tôi cứ qua cho tôi ngắt ngang tí xíu, bởi vì tôi cũng hơi bức xúc cái chỗ này. Thế tức là người cộng sản là vô thần,
không tin có thần thánh ma quỷ. Yes. Mà đã là cái người làm công tác giáo dục nữa, hiệu trưởng một trường nữa. Tức là phải hiểu rõ là nếu mà nói về văn hóa mới đó, tức là không có mê tín dị đoan, không có văn hóa đồi trụy, mà ông hiệu trưởng lại thuê tiền, là bà thu tiền để thuê thầy cúng ma. Bà hiệu trưởng. Nghe lời thầy địa lý, nữ hiệu trưởng trường mầm non đề nghị phụ huynh đóng tiền để cúng, trấn yểm, nhưng không thành. Sau đó quay sang bổ đầu cho các giáo viên. Trường mầm non Sóc Quang Bình được xây mới và khánh thành năm 2014, đạt trường chuẩn quốc gia. Đây là điểm sáng giáo dục của toàn bộ huyện Kiến Sương, có hơn 500 học sinh theo học. Khoảng tháng 12/2014, tức là mới xây đó, xong đó, thì trong một cuộc họp phụ huynh toàn trường, bà Mai Thị Mơ thông báo có thầy địa lý về trường mầm non phát: đất ở trường thì lành, nhưng có nhiều vong lắm, nên phải làm lễ cúng trấn yểm. Nhà trường đã lên kinh phí cho việc làm trên tới 40 triệu đồng và yêu cầu phụ huynh đóng tiền. Phụ huynh không đóng tiền thì yêu cầu các giáo viên phải đóng tiền chứ đều. Tức là bình thường đó, làm việc gì cũng phải đóng tiền cho quỹ. Bây giờ là cúng ma nữa. Mà tôi hỏi anh chứ trường nào ở Việt Nam bây giờ nghĩ phải trường nào cũng vậy thôi. Thì đâu phải có hình của Bác Hồ phải không ạ? Bác Hồ đấy làm việc gì? Thì Bác Hồ làm security sao mà, là Bác Hồ là có nhiệm vụ giữ an ninh. Mà có Bác Hồ đấy mà nó không sợ. Nhưng rồi thế là hay hay là ma không sợ bác. Ma không sợ bác, hay nói hay người ta bảo là bác là ma. Không hiểu. Mình đã có hình Bác Hồ đúng rồi. Đúng rồi. Bác Hồ, chấn điểm đó mà chắc anh sao là còn cúng ma. Như vậy mình xem thường bác à? Như vậy là mang cái tội là coi bất thất kính, xem thường bác, xem thường lãnh tụ, coi thường lãnh tụ, kính thường lãnh tụ. Rồi, đó là vấn đề giáo dục, còn bây giờ vấn đề mà phòng cháy chữa cháy, báo pháp luật online ha. Xe chữa cháy chết máy khi nhà dân đang bốc cháy. Xe đang chữa lúc cháy. Cho xe vào kiệt, tức là theo xe chữa cháy chết máy khi nhà dân đang bốc cháy. Lúc mà nhà dân không cháy thì xe nó chạy. Xe chạy rất là ngon. Nhưng khi mà nhà dân cháy thì nó chết máy. Có nhiều khi là tại vì mình cũng đã có những cái lần báo chí họ đưa tin là cháy đó mà không đưa tiền cho mấy nhân viên cứu hỏa là họ không, xe nó không vào được. Cái này là phải đóng tiền cúng ma đây. Đang lúc cho xe vào kiệt để tiếp nước cho xe chữa cháy đang làm nhiệm vụ chữa cháy xưởng làm quạt tre thì xe tiếp nước là chết máy giữa chừng, không thể vào kiệt được. Và thật nhiều người dân sống chung quanh đường Thánh Gióng, phường Tây Lộc đã cùng nhau đẩy xe một đoạn đường, nhưng chiếc xe cung cấp nước cứu hỏa của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng không nổ máy luôn. Thì quý vị, tức là người ta có cái hình cái xe là dân phải đẩy. Cuối cùng là xe đó, tức là khi mà phòng cháy chữa cháy là người ta phải lúc xem nào, xét phải, lúc nào coi phải, chuẩn bị sẵn cái xe, tại vì cần đến đó khi lúc mà những lúc khu sự thôi phải không ạ? Lúc cần đến đó thì nó là hư. Nên là người dân người ta phải phụ đẩy. Thì chúng tôi cũng biết nếu như vậy đó thì lúc bình thường không có cháy đó thì các nhân viên cứu hỏa làm gì hả? Làm cái gì? Chúng tôi không biết, không xem xe để tới lúc mà cần thì xe nó không nổ máy. Đó. Cho nên Việt Nam người ta có cái câu là phòng cháy chữa cháy đó. Thì người ta nói lâu rồi, dân người ta nói là phải cháy thì cứ cháy, phải cháy cho cháy, không cần phải chữa. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một số quảng cáo thương mại. Xin kính chào quý vị, tôi bác sĩ Thomas Trọng Võ, đại diện cho công ty TNN America Group. Xin giới thiệu quý vị một số sản phẩm mà trong thời gian vừa qua công ty chúng tôi rất là hot quý vị. Cái nhất là sản phẩm mà quý vị cũng biết, bộ tim. Bộ tim này nó giúp cho kết quả một cách rất là nhanh quý vị, mà chính tôi cũng không ngờ nữa. Những người tình trạng loạn nhịp, tình trạng coi như là hơi thở mà nó yếu, hay là nó lẹ yếu, và ngay cả những người mà nhịp tim nó thấp nữa, nó cũng làm cho đưa lên, hay là nhịp cao quá nó làm cho hạ xuống, thì đau bên ngực trái, nhói bên ngực trái, hay là nằm nghiêng bên trái ngủ không được, hay là tất cả những cái gì mà về tim, quý vị uống sản phẩm bổ tim chúng tôi trong chai đầu tiên thôi quý vị, là quý vị thấy kết quả ít nhất từ 5-60% kết quả khá hơn liền. Cái đó là sản phẩm mà bổ tim quý vị. Và để tôi nói thêm một sản phẩm là quý vị cũng biết là linh chi trùng thảo, phối hợp giữa cái nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Quý vị cũng biết linh chi có một sản phẩm riêng, đông trùng hạ thảo một sản phẩm riêng. Vì thế cho nên hai cái đó phối hợp lại trên thị trường quý vị
ít nhất cũng phải là cái trăm, hơn 100 quý vị. Chúng tôi phối hợp lại hai cái lại thành một. Vì cái điều kiện chúng tôi có, chúng tôi mua một cái giá 38% discount, những phần discount nhường cho quý vị. Vì thế cái giá tượng trưng cho tất cả mọi người đều có khả năng dùng được nó được hết. Nó có tác dụng, nó làm chống mệt mỏi, chống stress, dễ ngủ, và nó làm cho chúng ta tăng hệ thống miễn nhiễm, chậm quá trình lão hóa. Nói chung linh chi và đông trùng hòa thảo phối hợp lại kết quả rất là tuyệt vời, mà giá cả nó cũng, quý vị cũng biết đó, giá cả rất là nhẹ nhàng cho tất cả mọi người có khả năng dùng. Và một sản phẩm nữa quý vị cũng biết, bổ khí huyết. Quý vị biết tại sao cái nhiều người thường nói à tôi bị bệnh tim, hỏi sao biết, tôi mệt quá, nhịp tim đập lẹ quá. Tại sao nhịp tim đập lẹ quý vị? Vì thế là khi thiếu máu, máu nó pump lên tim, một phút nào đó cái tim không đủ máu bơm lên thì nó phải bóp lẹ hơn, nên chúng ta hơi thở hơi lẹ, và nó làm chúng ta khó ngủ, nhức đầu, say sẩm, chóng mặt, kinh nguyệt hơi rối loạn nữa quý vị. Vì thế cho nên những ai mà hay say sẩm, chóng mặt, nhức đầu, ngủ không được, ăn không được, chúng vị nên dùng cái bộ khí huyết. Nó sẽ giúp chúng ta khí huyết nó quân bình lại, kinh nguyệt nó đều, và tất cả mọi cái nó sẽ bình thường. Chúng tôi còn rất nhiều sản phẩm lắm quý vị, còn những là tiểu đường, cao máu, trĩ hay là bổ thận được nhiều lắm. Quý vị có thắc mắc gì, quý vị cứ liên lạc với chúng tôi ở số điện thoại 1-888-811-1133, số 1-888-811-1133. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị lại kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình, thì lúc nãy anh Nguyễn Khôi nói về cái chuyện ông hiệu trưởng, bà hiệu trưởng mà kêu đóng tiền để cúng ma, 40 triệu á, thì mới kinh, thì không đủ thì là bổ qua giáo viên, để hiệu trưởng đấy. Rồi bây giờ một cái chuyện cũng thuộc về đỉnh cao trí tuệ, người ta triển lãm truyện Kiều ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Nhiều người bất bình khi triển lãm sưu tập truyện Kiều của ông La Văn Tiến có phần chú giải cung cấp thông tin sai lệch về đại thi hào và tác phẩm nổi tiếng. Thì có nguyên cả một cái poster nói như thế này: truyện Kiều là một bài thơ chữ Hán do Nguyễn Du sáng tác và được coi là kiệt tác của văn học Việt Nam. Tác phẩm có tựa gốc tiếng Việt là Đoạn Trường Tân Thanh, nhưng thường được biết dưới cái tên gọi là truyện Kiều. Rất là hay. Đúng rồi, một bài thơ chữ Hán. Mà ở trong một cái cuộc triển lãm, một trong cuộc triển lãm này nè, triển lãm từ ngày 10 đến ngày 21 tháng 5 tại một trung tâm thương mại thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà triển lãm như vậy thì cái người mà đứng ra tổ chức là ông La Văn Tiến ha. Và người ta làm cũng quy mô lắm, người ta cũng có poster rồi đàng hoàng. Thế nhưng không ít người bất bình vì hai poster lớn đặt trong khu vực triển lãm lại cung cấp thông tin sai lệch về tác phẩm của Nguyễn Du. Đó là chấp nhận. Điều quan trọng nhất là truyện Kiều là một bài thơ bằng chữ Hán do Nguyễn Du sáng tác. Thì người ta nói đây truyện Kiều rồi người ta nói là bài thơ kể lại cuộc đời, những thử thách cũng như đau khổ của Thúy Kiều, một người con gái trẻ đẹp và tài năng phải hy sinh thân mình để cứu gia đình. Vì cứu cha và người em trai thoát khỏi tù tội, Kiều buộc phải gả cho một người đàn ông trung niên mà không biết rằng gả là một tay ma cô, và Kiều bị ép phải làm gái lầu xanh. Thì điều ta nói ủa, cái này là một án văn mà văn nôm mà ông đó là một bài thơ chữ Hán mà lại đi triển lãm. Và cái ông này đó thì cũng mà biết xuất xứ từ một bài tiếng Việt đó, mà án văn tiếng Việt là Đoạn Trường Tân Thanh đó. Mà ông La Văn Tiến được biết đến là người dành nhiều thời gian để tìm kiếm các ấn bản liên quan đến tác phẩm văn học nổi tiếng của Nguyễn Du. Đến nay ông sở hữu được những được các cuốn Kiều với nhiều ấn bản, nhiều thứ tiếng như Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Trung Quốc. Có lẽ là ông đọc nhiều quá, ngoại ngữ nhiều quá nên ông quên mất truyện Kiều là một bài thơ chữ Hán do Nguyễn Du sáng tác. Nhưng mà tôi nghĩ thôi, chúng ta cũng nên dễ dãi, bởi vì Hán hay Nôm gì đọc cũng không hiểu, bởi vì nó cũng là từ ngang ngay sổ thẳng giống nhau, cho nên là thôi mình cũng không nên tách ông này chỉ cho nó mệt. Thì nhân cái chuyện mà truyện Kiều là một bài thơ chữ Hán này mà được tổ chức làm đó, đã kể cái chuyện là thằng nhỏ nó đi học, nó về nó mới than phiền: bố thầy giáo của con hay làm khó con lắm, cứ tối ngày cứ nói con là không có thuộc bài thế này thế kia. Về mép bố, mà bố cũng có chức có quyền nha. Này thầy, sao thầy cứ làm khó con rồi thế? Thì thưa anh là đâu có khó khăn gì. Thì tôi chỉ hỏi học bao nhiêu tiết, bao nhiêu giờ, tôi hỏi là thế
thế là Trần Hưng Đạo là mất ở đâu? Thế mà không trả lời được. Ôi giời ơi, thế thầy thông cảm. Nhà cứ bận làm ăn suốt, có bao giờ đọc cáo phó mà biết đâu. Có gì đọc báo cáo phó đâu. Chả bao giờ đọc cáo phó trên báo, chứ không biết được. Tôi còn không biết làm sao nó biết. Thầy thông cảm cho nhé. Không có đọc cáo phó mà, nó gặp bận quá. Rồi. Chúng ta thấy Việt Nam mình đất nước rất là hào phóng. Những kỳ này cái liên đoàn gọi là bóng đá thế giới FIFA đang rắc rối là tại vì người ta nói mấy ông mà cao cấp trong đó tham nhũng rồi cấp tiền bạc triệu như các thứ ở trong đó. Vâng, chúng tôi thấy bài báo như thế này mới chứng tỏ Việt Nam chúng ta rất là hào phóng, ở cái chỗ những nhân viên cao cấp của FIFA bị trách nhiệm như vậy, đang gặp rắc rối như vậy, có người bị tù tội rồi FBI bị bắt vân vân. Thì trong cái đó ở Việt Nam mình báo đăng tin là thất thoát tiền tỷ mà giám đốc chỉ bị khiển trách. Hào phóng mất tiền tỷ cũng chẳng ăn thua gì cả. Rất là thế giới này, cái Mỹ nó lộn xộn, nó có tiền triệu mà đã đưa người ta ra tòa mới bắt ồm beng lên. Trong điều kiện khó khăn hoạt động lỗ, nhưng trong năm 2013 Bưu điện Cà Mau chi vượt hơn 5 tỷ đồng. Một số chứng từ có dấu hiệu chỉ khống, chi khống, tức là ký ra thôi không biết làm cái trò gì. Trước sai phạm nghiêm trọng trên, lãnh đạo chỉ nhận hình thức kiểm điểm bằng hình thức kỷ luật cảnh cáo về chính quyền và không sắp xem xét kỷ luật đảng. Như vậy là cái tính nhân đạo của đảng ta, lòng đảng, nó là nhờ lòng đảng đó. Nó cao hơn là của ý dân. Của thế giới nhiều quá vào ạ. Trong khi cả thế giới bất bình về những cái vụ mà scandal gây ra và cái vụ tai tiếng về tham nhũng hối lộ vân vân á, để mua chuộc cũng kêu là quan chức của FIFA, cả thế giới phẫn nộ như vậy. Mà cái số tiền nó có bao nhiêu đâu, một triệu thôi. Chắc bên mình một cái tỉnh nhỏ thôi, bạc tỷ, không có thua gì cả. Có sơ sót, có thất thoát, chúng ta là đất nước Việt Nam mình là cái sự khoan hồng của đảng và nhà nước nó cao lắm, nó cao hơn đỉnh cao trí tuệ, chứ không phải như là Mỹ hở thì nó phạt, hở thì nó phạt rồi nhé. Có một vị sư bảo rằng là có nhiều người nói với thầy rồi, Mỹ đâu có sung sướng gì đâu, tự do gì đâu, làm ở nhà phải xin phép, làm cái gì phải xin phép, không phải như mình muốn làm gì làm. Vị sư đó nha, vị sư nói Phật tử. Sư này là sư này chắc nhà có nuôi con rắn. Biết tại sao có nuôi con rắn? Sư hổ mang. Sư có nuôi rắn, nhiều khi còn lấy nọc rắn mà, hay là lấy rắn là ngâm thuốc uống, ngâm rượu uống cũng có. Rồi, cái chuyện này nhiều người thắc mắc nè, tại sao lại có cái vấn đề này? Không mắc bệnh tâm thần mới được ứng cử đại biểu quốc hội. Nhiều ý kiến tức là hay là người ta nhiều, là vấn đề, ta có nhiều đại biểu quốc hội bây giờ bị bệnh tâm thần quá, phải có cái đưa ra cái luật này. Thì người ta thắc mắc, ủa, như thế là ngày xưa đến giờ đại biểu quốc hội có người bị tâm thần à? Thưa quý vị, chắc nhiều người bị mới phải đưa cái luật này đi. Đưa cái vấn đề mà mắc bệnh tâm thần thì không có phải riêng gì quốc hội, bất cứ cái cơ quan nào cũng vậy. Đã người tâm thần thì sao có làm việc được? Nói như vậy thì chỉ có đại biểu quốc hội không mắc bệnh tâm thần thì mới được ứng cử đại biểu quốc hội. Còn làm thủ tướng, làm chủ tịch, làm bí thư, làm tất cả thì tâm thần. Có quyền có bệnh tâm thần. Có bệnh tâm thần cả. Nhiều khi tâm thần quá mà nó hóa lú luôn. Anh nói vậy đúng chạm người này người kia. Không, cái đó là chúng tôi tôn trọng ý kiến của người dân Hà Nội. Dân Hà Nội nói chứ dân thủ đô nói đàng hoàng. Nhiều tại vì tâm... người miền Nam mình không có chữ lú và ít xài chữ lú vào. Lú cũng là một cái dạng của tâm thần đó nè. Anh có biết là Việt Nam mình đang cố gắng, rất là cố gắng, từ chính phủ, nhà nước tới đảng và nhân dân, mọi người đều cố gắng để thoát cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Và đã có một cái chữ người ta gọi là thoát chung là thoát như vậy. Chung. Ồ, chữ mới. Chữ mới. Và là, bây giờ là thoát nghèo, thoát hiểm, rồi bây giờ là thoát chung. Thoát chung. Chung nó cũng như một cái tai họa vậy thôi. Chẳng hạn như anh nói anh thoát đói, thoát nghèo, tức là sao? Là tại vì đói nghèo là những cái xấu xa quá. Nhưng mà có một cái thoát không phải tai họa cho mình mà tai họa cho người khác. Là gì? Là thoát y. Cái đó là mấy ông cán bộ biết rành không? Thế mà cái bao nhà nước, đảng, nhân dân ta đã tốn bao nhiêu công lao để mà thoát chung. Thì bây giờ cái bài báo mới nhất tôi đọc trên báo Đất Việt. Báo Đất Việt là trong nước cái nhá. Chứ không phải đất Trung nhá. Không phải đất Mỹ luôn nhá. Việt Nam quá phụ thuộc Trung Quốc sau nỗ lực thoát chung. Tức là bây giờ người ta liệt kê ra Việt Nam làm cố gắng hết chuyện này chuyện kia, xuất khẩu, nhập khẩu vân 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 vân, tính toán qua lại cuối cùng mỗi năm mỗi lệ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn. Như là không có qua được cái qua thoát khỏi cái sự kiềm tỏa của đàn này. Bạn láng giềng. Đấy là nỗ lực thoát chung đấy. Nỗ lực. Chứ nếu mà không có nỗ lực thoát chung nữa thì anh tưởng tượng đến giờ này sẽ như thế nào? Mà thưa quý vị, khi người Cộng sản người ta lên tiếng trên báo chí là quý vị biết là cái tình trạng nó phải... tình trạng nó kinh khủng lắm. Chứ còn dễ gì, đúng không? Bây giờ là ngay trong
thời gian gần đây thì người ta còn dám nói tới hai chữ Trung Quốc, tàu Trung Quốc. Chứ quý vị thấy những năm trước là cứ tàu lạ, cái gì cũng lạ cả. Ngay cả cái giàn khoan vô trong đất nước mình như vậy mà tàu cảnh sát biển thì cứ chạy vòng vòng. À, cho nên là bây giờ người ta nói tới được cái biểu tình trạng là nó nghiêm trọng lắm. Mà Việt Nam mình có những cái chuyện mà thế giới không có. Anh chắc chắn. Đúng là trí tuệ. Đi tắm biển phải trình phiếu tắm biển. Tắm biển phải có phiếu nha. Đây là chuyện có thật của một số khách sạn nằm dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Bởi vì người ta trí tuệ tới cái mức á, là người ta xây khách sạn. Một cái thì một dãy khách sạn thì nó nằm bên bờ biển. Thì con đường đúng sát rồi. Biển mà. Một số thì nằm ở phía bên này. Bên kia. Thì những cái số mà nó nằm ở bên sát biển á, nó xây đó, nó không có lối đi cho người ta ra biển. Nó lấp hết biết cái đường ra hết. Biển luôn. Xin lỗi quý vị. Cho nên là trong cái phần quy hoạch khi mà xây cất, người ta phải tính ví dụ giữa khách sạn này với khách sạn kia phải có một cái lối đi để cho người dân người ta ra biển. Khách sạn là chuyện làm ăn của anh, còn dân người ta ra biển, bãi biển là của chung. Bây giờ là người ta lấp hết, cho nên là những cái khách sạn bên này đường đó phải trả tiền để mướn cái khách sạn bên kia cho phép. Cho nên những người dân, những người mà bên khách sạn bên này muốn qua bên kia tắm biển đó phải có cái phiếu cho phép được đi tắm biển thì mới đi tắm biển. Còn người dân á, những người dân ở đây á, hoặc là những người mà không có cái phiếu đó phải đi vòng thật là xa mới ra tới biển. Đó là biển đảo của Tổ quốc ta đó. Đỉnh cao trí tuệ. Có nhiều người nói, mình xin lỗi quý vị trong ý kiến mấy người mà người dân người ta nói. Thế có nhiều khi tôi ra biển tôi không tắm. Tôi cần làm cái việc khác. Ở Việt Nam là thoải mái mà. Tự do mà, chứ không phải như Mỹ. Thế tôi có cho cái phiếu đó không? Không hiểu được. Đường sắt đội vốn chờ lại chờ vay Trung Quốc nữa, cái gì cũng Trung Quốc, cái gì mà từ chiến như từ cái từ cái trái cây cũng là Trung Quốc, từ những cái sản phẩm cũng là Trung Quốc, xe cũng là Trung Quốc. Rồi bây giờ đất biển đảo gì cũng giao hết cho Trung Quốc, rồi bây giờ đến đường sắt đội vốn không cũng đi trễ ra đó. Cũng chờ vay vốn được của Trung Quốc nè thưa quý vị. Mà cái vốn này nó bị đội vốn lên tới 868 triệu đô la. Tức là anh tính gì, anh tính kế hoạch gì đó mà anh vì một cái công trình mà bây giờ nó đội giá lên tới, tôi không biết là cái tiền mà triệu đô la, tỷ đô la. Việt Nam mình có làm ra được những cái tiền đồng tiền đó ở đâu anh? Tôi thì không có giỏi vì tôi không biết về kinh tế mà nên là những cái thế lực mà thù nghịch phản động ở nước ngoài đó, một năm nó gửi về đâu tới cả 12 tỷ lần. Mà tiền cứ đi vay đi nợ như vậy rồi ai trả? Quý vị thấy Việt Nam đó không sản xuất được cái gì cả. Nên là thua cả Campuchia, thua cả người Lào. Cho nên là không có một cái, Việt Nam không có một cái thương hiệu nào cả. Và đến cái thương hiệu mà phổ thông nhất Việt Nam mà đáng nhất thì Việt Nam phải có đấy. Nước mà Phú Quốc cũng bị nước khác có chiếm nó còn đâu nữa. Đó. Cho nên là không làm được một cái gì cả. Và thưa quý vị, thực tế cho thấy nếu hàng năm không có tiền ở hải ngoại gửi về mà thưa quý vị 12 tỷ đô la khủng khiếp thì chúng tôi không biết là Đảng Cộng sản lòng đảng lấy cái gì để mà lo cho dân cho nước. Cho nên thực tế đó, đặc biệt là chúng tôi muốn nói chuyện với những bạn trẻ, những người bạn mà mới định cư xứ Mỹ như cháu đó, thì cháu phải nên tìm hiểu về những cái tình hình đó. Bởi vì Việt Nam mình không sản xuất được một cái gì cả. Bây giờ có nhiều người về Việt Nam cứ bảo rằng là đất nước Việt Nam bây giờ phát triển, nhưng mà khi mà đất nước phát triển chúng ta phải xem là về cái sản xuất nó có hay không. Việt Nam mình toàn là dịch vụ thôi, toàn là dịch vụ ăn chơi không. Và nếu mà quý vị về Việt Nam, những người nào mà đã có về rồi biết, nếu mà đi thành phố thì không nói rồi, nhưng mà chúng ta phải đi về mấy vùng quê. Và đặc biệt báo chí vẫn nói rất nhiều đường xá, cầu cống, học trò, những nơi mà nghèo đó phải qua sông bằng túi ni lông, phải đu dây làm tất cả mọi thứ. Và nếu mà người ta hạnh phúc, người ta sung sướng, người ta đầy đủ thì làm gì có chuyện mà hơn 26 ngàn lao động Việt Nam bỏ trốn ở Hàn Quốc như thế này, phải không? Cứ đi sang lao động ở nước khác lại bỏ trốn. Mà thế mà ngày 30 tháng 4 vừa rồi, thì ông Nguyễn Tấn Dũng là vẫn là đế quốc Mỹ tàn ác. Vẫn là cái gì, có nhiều báo còn đăng là cái gì... thanh gươm báo Mác Lê rồi chủ nghĩa này kia. Thì cái vị đó là những người sống mang cái bệnh hoang tưởng và mang cái bệnh mộng du đó. Cho nên là chúng tôi xin thưa với quý vị, đặc biệt là các bạn trẻ, khi mà muốn tìm hiểu thêm về cái tình hình ở hải ngoại và cái chuyện mà đất nước mình nó có tốt đẹp hay không, cần thời gian thì phải cần thời gian. Chúng tôi cũng không có nói là quý vị phải một ngày một bữa. Cho nên rất tiếc là chúng tôi cũng không đủ thời gian. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
Và xin quý vị nhớ đọc báo, đọc cáo phó để mà lỡ rồi hỏi biết, chứ còn không hỏi chứ rồi bệnh làm ăn suốt chả biết rồi, ông trần hưng đạo mất chỗ nào mất nơi nào, thầy thông cảm cho. Đoàn Trang và Nguyễn Khôi xin kính chào tới ngồi quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là đôi điều tản mạn của quê hương media. Và lời đầu tiên chúng tôi muốn thưa đến với tất cả các quý khán thính giả là cảm ơn, phải không thưa anh Nguyễn Khôi? Lời cảm ơn xin được gửi đến tất cả quý vị khán thính giả đã theo dõi những chương trình của chúng tôi trên đài phát thanh quê hương, trên đài truyền hình quê hương, những chương trình được phổ biến qua mạng lưới Internet, đặc biệt là qua YouTube. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho đài nữa. Tôi muốn kể một câu chuyện mới đây. Trong một ngày hôm đó, một buổi trưa, thì có hai anh chị, không phải ở San Jose quý vị nhé, tôi nghĩ là ở, cũng cách San Jose phải cả tiếng đồng hồ, tại tôi được nghe nhân viên kể lại đó. Hai anh chị rất là dễ thương, lái xe tốt từ ở nơi cách đây cả tiếng đồng hồ đến đài quê hương để làm gì anh biết không? Làm gì? Để mua rất nhiều hàng ủng hộ cho đài. Dễ thương chưa? Thì thưa quý vị và thưa hai anh chị, tôi biết là hai anh chị cũng có nhu cầu cần những cái món hàng đó sử dụng, nhưng mà tôi cũng có cái cảm tưởng là hai anh chị cũng muốn một phần nào ủng hộ cho đài, phải không anh? Tại vì những mặt hàng mà đài mình đang bán có thể hai anh chị có mua ở chỗ khác cũng có, nó tương tự như vậy, nó không 100% giống như vậy thì cũng tương tự như vậy. Thế mà hai người chịu khó lái xe cả tiếng đồng hồ xuống đến đài quê hương, thì tôi nghĩ cái phần mà muốn giúp cho đài, cái phần yểm trợ cho đài nó nhiều hơn, nó nặng hơn là cái nhu cầu cần dùng những món hàng đó. Mà không phải hai anh chị mua ít đâu, mua nhiều lắm. Nào là mua gối nè, Canada, ngay anh Nguyễn Khôi giới thiệu về gối Canada. Chị còn nói là gối này tốt lắm, những người mà bị đau nhức, tức là anh nói gì là quý khán thính giả của mình thuộc hết rồi. Tốt lắm, bị đau nhức dùng gối Canada là rất là tốt ha, sẽ hết đau nhức. Chị mua mua gối nè, chị mua kem, dĩ nhiên rồi, những loại kem của đài bán, nghe giới thiệu chị bảo chị chưa dùng, nhưng mà chị tin đài quê hương và chị mua kem về dùng. Cũng may là lúc đó một nhân viên của đài thì anh đưa ngay vợ anh ra, đưa ngay bà xã anh ra, anh bảo đài bà xã anh có xài không? Có xài, bảo chị cứ mua đi, an tâm, bà xã tôi nè, xài giờ da đẹp lắm. Thế là chị bảo, ô vậy hả, vậy thì tôi mua kem, CC cream, rồi chị mua bóp. À, nghe tôi giới thiệu về bóp, chị mua một bộ bóp. Cảm ơn chị rất nhiều nha, đã tin tưởng lời giới thiệu của chúng tôi. Chị mua với một thái độ rất là vui, rất là happy, tại vì chị bảo những cái loại hàng này là chị cũng cần. Chị cũng cần, mà đến đài trông thấy tận mắt thì lại càng hài lòng hơn. Biết, ồ, đây đúng là những cái sản phẩm tốt, đẹp và mình đang có nhu cầu. Thành ra cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn anh chị cũng như cảm ơn các anh chị khác, các quý khán thính giả khác. Cùng trong ngày hôm đó lại cũng có một quý ông từ xa xuống để mua kem cho bà xã. Thì thành ra tôi nói là chắc tôi phải, trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, lời đầu tiên tôi phải cảm ơn quý ông, quý ông xã. Ở gần thì đã đành, mà ở xa cũng không quản ngại thì giờ, rồi đường xa xa xôi, lái xe cả tiếng đồng hồ xuống để mua những cái món mà bà xã mình cần. Đó, thành ra tôi phải cảm ơn quý ông rất là nhiều. Dạ vâng, đó là lời cảm ơn của Đoàn Trang, giám đốc của đài gửi đến cho quý khán thính giả của đài. Nhưng Nguyễn Khôi thì người phụ trách vấn đề tiếp xúc với các thần chủ quảng cáo, thì cũng nhân đây cũng nói lời cảm ơn, xin được chân thành cảm tạ đến tất cả các thân chủ quảng cáo của đài quê hương từ xưa cho đến bây giờ, 20 năm rồi. Thưa đúng, quý vị. Có những người ở mình 20 năm. Đúng như vậy. Vâng. Anh còn nhớ không? Một trong những người đó. Anh Lưu Trụ, rồi còn Tempo Furniture, mười mấy năm thì Anderson Honda, chẳng hạn như vậy, nhiều lắm thưa quý vị. Kể ra không hết, nhưng mà cái điều mà Nguyễn Khôi muốn nhấn mạnh ở đây là gì? Là chúng tôi cảm thấy rằng có rất đông quý vị thân chủ quảng cáo đó, lúc đầu là những người ký hợp đồng quảng cáo tính là month by month thôi, tức là hàng tháng thôi, từng tháng thử coi sao, có kết quả không, có hiệu quả không, rồi sau đó là tính.
Thì thưa quý vị, chúng tôi có những vị thân chủ quảng cáo lúc đầu ký hợp đồng từng tháng một, bây giờ họ ở với chúng tôi gần 20 năm rồi. Lý do đơn giản họ lại với chúng tôi quảng cáo trên Đài Quê Hương Radio và bây giờ có thêm truyền hình nữa là tại vì cái sự hiệu quả của cái phần quảng cáo của họ đem đến cho cái thương vụ của họ. Nếu một quảng cáo mà không có kết quả, không có ích lợi, chúng ta tin chắc là có thương Đài Quê Hương cách mấy đi chăng nữa. Muốn giúp đỡ cách mấy chăng nữa thì cũng tháng, chỉ một thời gian. Dạ vâng, cũng 3 tháng, 6 tháng rồi quý vị sẽ thôi, đủ rồi. Nhưng mà quý vị ở lại với chúng tôi lâu dài như vậy chứng tỏ là gì? Chúng tôi nhờ có đông người xem, nhờ có đông người nghe và khán giả của Đài cũng ủng hộ cho các thân chủ quảng cáo. Đúng. Và cũng từ đó thì chúng tôi có điều kiện để phát triển và hy vọng là mỗi ngày mình phát triển tốt đẹp hơn, phục vụ quý đồng hương ở Bắc California này và quý đồng hương ở xa nữa, hiệu quả hơn. Dạ vâng. Như vậy thì mình lại phải có một lời cảm ơn đến đông đảo các quý khán thính giả của mình. Yeah. Họ coi Đài, họ yểm trợ cho Đài bằng cách đến Đài mua các sản phẩm mà Đài đang bán. Và đặc biệt họ cũng yểm trợ cho các khách hàng của Đài, các thân chủ quảng cáo của Đài. Cảm ơn các quý khán thính giả của Đài rất là nhiều. Những người ở gần và đặc biệt cả những người ở xa thưa quý vị. Rồi, phần đầu của chương trình hôm nay là dành cho đôi điều tản mạn. Còn phần 2 của chương trình hôm nay là tiệm tạp hóa Quê Hương xin được mở cửa, thưa quý vị. Chào mừng Khôi giới thiệu với quý vị, tại quý cô thích cái món này. Biết sao vậy, mình chẳng xài. Tại anh thích màu người sắc khác, không à? Người khác dùng. Anh thích màu sắc phải không? Mình mà dùng cái này thì người ta bảo mình mới đổi giống. Mà mình không phải là người mới đổi giống cho nên mình không có dùng. Nhưng mà thực sự, nếu mà nhìn qua rất thích cái màu sắc họ trình bày rất là đẹp. Và thưa quý vị, cái này là một cái showcase. Khi người ta nói cái showcase là gì? Cái showcase là cái trưng bày giống như mình vào một cái tủ mà người ta trưng hàng vậy đó. Thì đây là cái showcase. Và Dream Color Showcase tức là màu sắc rất là đẹp. Và cái showcase này, cái hộp đựng đồ trang điểm này dành cho phụ nữ. Dạ vâng. Có phấn trong đó, có son trong đó. Đầy đủ hết. Có màu sắc trong đó. Đầy đủ hết. Không phải một màu, mà rất nhiều màu. Tức là như vậy tôi nghĩ là khoảng 20 mấy màu. Vừa màu dùng cho mắt, cho má hồng, cho má và cho môi. Đúng rồi. 20 mấy màu. Khác nhau, để quý vị có thể sử dụng và thay đổi được, thưa quý vị. Và nếu một hộp như thế này, thí dụ như một người dùng thì cũng tốt thôi, dùng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng mà chẳng hạn như gia đình mình, chẳng hạn như là có mấy chị em trong nhà, chẳng hạn như vậy, hoặc là mẹ với con, thì có màu cho người lớn tuổi, có màu cho người trẻ tuổi, có người có màu hơi bạo một chút xíu trong mùa hè, và có màu nó hơi buồn một chút cho mùa thu hay mùa đông. Nó có đầy đủ màu sắc hết. Và thực sự nó rất là tiện lợi, thưa quý vị. Chỉ có một điều thôi là Nguyên Khôi không phải là phụ nữ, cho nên mình chỉ đứng ngoài và chiêm ngưỡng và thèm thuồng thôi. Còn hơi tức tức một chút. Nói là tại sao đẹp như vậy mà mình cũng nam giới nam giới chúng tôi không có nhiều cái sản phẩm nó bắt mắt như thế này. Thôi thì cái đó là đã gọi là trời định. Ok. Nó rất tiện lợi thưa quý vị, ngoài vấn đề nó gọn, nó đẹp. Mà quý vị cầm cái bộ này đi đâu, quý vị nếu mà quý vị cầm đi đâu, quý vị cũng cảm thấy rất là, phải nói là rất là hãnh diện. Người khác nhìn và chắc là cũng thèm có được một cái bộ trang điểm quý như thế này, đẹp như vậy, sang như thế này. Mà nó cũng tiện lợi nữa, quý vị có gương sẵn rồi để chúng ta có thể coi trên đó. Và nó gọn nữa, khi mình chúng ta đóng lại, khép lại, chúng ta bỏ ở trong cái túi sách của mình thì rất là hợp. Anh vừa nói là khi chúng ta đi đâu thì nếu mà khi chúng ta đi đâu thì tôi lại có cái này. Rất là dễ thương. Nó nhỏ thôi và quý vị cần 3 màu thì quý vị lấy ở trong cái hộp lớn bỏ vào đây quý vị nhé. Mình đi làm hoặc là mình đi chơi trong chỗ nào 1-2 ngày đó. Ở nơi nào 1-2 ngày thì mình đâu cần mang hết cả một cái hộp lớn như này. Mình mang cái showcase nhỏ. Dễ thương chưa? Và mình lấy ra ở trong này mấy cái màu này mình bỏ mình ra. Mình thích màu nào mình bỏ ra. Cái màu sắc trong này thưa quý vị, họ đặt những cái tên rất là, phải nói rất là nổi, dễ thương và cũng hấp dẫn nữa. Chẳng hạn như cái màu trắng trắng bên này họ gọi là cái màu Twinkle Star. Rồi đến màu vàng Yellow Sugar, giống như là màu đường và vàng của đường vậy đó thưa quý vị. Ngọt ngào lắm. Ngọt ngào lắm. Rồi cái màu này, màu nâu nâu này họ gọi là màu Sexy Lady. Wow. Rồi màu pink, là màu hồng họ đặt tên là Romance Pink. Vâng, nói chung là những cái, và đặc biệt là cái hàng dưới cùng này, năm màu cuối cùng dưới cùng này họ phối hợp nhiều màu khác nhau. Có những người ngày xưa đó thì người ta khuynh hướng là một màu thôi, màu trơn thôi. Có những người bây giờ, thưa quý vị, mình không thể đơn giản như vậy được. Đời sống nó đầy. Cuộc sống càng ngày càng tiện nghi hơn và nhiều màu sắc hơn, nhiều màu sắc hơn, tươi đẹp hơn thưa quý vị. Chứ mình không thể đơn giản một màu được. Đúng. Cho nên có những màu phối hợp sẵn ở trên này để cho quý vị chọn. Rồi. Vâng, cái bộ này chúng tôi gọi là, người ta đặt có cái tên là Dream Color Showcase,
một cái bộ trang điểm để sẵn để cho quý vị sử dụng. Đáng mơ ước quý vị nhé. Màu sắc rất là đẹp. Dạ vâng. Chưa hết, xin lỗi quý vị, làm tôi cảm động quá. Khi tôi lại mua cái bộ tiếng. Này. Khi mua cái bộ này, quý vị cũng biết là họ sẽ tặng cho mình hai cái mascara. Mà tôi đã nói nhiều lần, một cái lọ mascara loại tốt đó, ở ngoài là tới mấy chục đồng rồi. Mà trong cái bộ này có hai mascara. Và quý vị sẽ cần biết cái giá, tôi xin trả lời, 100 Mỹ Kim, chẵn 100 Mỹ Kim. Tổng cộng. Tổng cộng hết. Quý vị ở xa, chúng tôi free shipping, cứ gọi đến đài, rồi trả tiền cho chúng tôi qua thẻ hoặc là gửi check gì đó, thí dụ vậy. Chúng tôi gửi đến tận nhà cho quý vị free shipping. Còn với những người ở gần thì mời quý vị quá bộ đến đài, nhìn cho tường tận, cho rõ ràng, cảm thấy thích thú thì mời quý vị mua. Rồi, cảm ơn quý vị. Bây giờ, anh Nguyễn Khôi cũng có một sản phẩm này mà tôi biết là anh rất là thích giới thiệu. Thực sự cái này cũng vậy thưa quý vị. Tại vì cô Loan Trang, cô có nhờ Nguyễn Khôi là vì mỗi lần mà thử các thứ máy móc ở trong đài đó thì chúng tôi hoặc là một số các anh nhân viên nam sẽ phụ trách cái vấn đề mà thử con như thế nào, cái cách sử dụng làm sao, ráp cái cục pin vào máy làm sao. Thì đây là một cái bộ cũng là của Đại Hàn, sản phẩm vừa rồi cũng của Đại Hàn. Và sản phẩm này cũng của Đại Hàn, có tên là Cleanser Daily Skin Care System. Thì cái mục đích của nó là cleanser là để mà chúng ta rửa. Skin care, daily skin care system, tức là hàng để ngày. Săn sóc da mặt hàng ngày. Daily. Thì nếu mà chúng ta đơn giản, quý vị không có dùng make up, quý vị không có dùng kem, quý vị không có dùng phấn, quý vị không nhưng có dùng son bao giờ cả. Nhưng mà cũng cần phải rửa đó, anh bụi bặm hàng thì ngày. Thì ít thôi phải không ạ? Mình ít thôi thì mình cũng đại khái là mình rửa mặt sơ sơ cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị để hàng ngày đều dùng kem, dùng các loại phấn son, hay là quý vị thấy rằng hình như mình rửa mặt bằng cái nước bình thường mà mình lấy khăn lau mặt đó, nó không có sạch. Thì cái bộ này nó sẽ rất là tốt giúp cho chúng ta. Thì nó có ba cái máy nhỏ sử dụng, tôi gọi là ba, mình không biết dùng cái chữ gì Việt Nam, cái gì mình gọi là máy cả, có điện trong đó rồi có bật bật lên thì gọi là máy. Thì cái này là pin nha. Ba cái này đều dùng pin ở trong này và ba loại pin khác nhau, họ sẽ cung cấp cho mình loại pin đó khi mình mua. Dĩ nhiên pin này cũng rất là bình thường, có thể tìm mua được bên ngoài. Và khi mà nó hết pin, thì mua bên ngoài thôi. Thì ba cái máy, thứ nhất á, nó gọi là cleanser, cái máy này là máy chính. Nó có dùng kèm theo với hai cái đầu như giống thế như cái bàn đầu, chải, bàn chải. Và cái đầu thứ hai là cũng để sau đó thì mình cũng làm rồi. Cái này thì làm thường, thêm. Và cái điều bao giờ họ cũng dặn rất là kỹ ở đây, họ dặn là trên cái đầu này, trên cái hộp này là phải nhúng nước trước khi dùng. Đừng cứ để về khô chà lên mặt, nó không tốt cho da mặt của mình. Có phải ẩm mà nó ẩm, nó mềm hơn. Và dùng cái này để mà khi mà mình làm rửa mặt á, mình dùng mà mình clean up á, thì nó sẽ sạch clean hơn. Clean cái mặt. Nó sẽ sạch hơn. Và có nhiều người nói dùng cái này xong những cái mụn cám nhỏ nhỏ trên mặt của cô Lan Trang sạch, nó đi hết. Nó đi hết. Tại vì mụn, quý vị biết phần lớn mụn là nó đến từ cái sự bẩn ở cái làn da của mình. Bụi bặm các thứ mà nó bám vào da, bám vào lỗ chân lông. Mình dùng cái loại này thì nó không đi hết được. Cái này thì nó sẽ... Nhưng mà cái này thì nó đi được. Những người đã mua của đài về dùng, họ có gọi lại cho tôi, họ nói là họ rất là thích. Da mặt của họ nó tốt hẳn lên. Nó sáng, nó sạch hẳn lên. Và đặc biệt mấy cái mụn á, khi mà họ chưa dùng á, nó bắt đầu nó tàn phá khuôn mặt ta. Thế mà dùng 1-2 ngày sau á, những cái mụn đó nó khép lại. Nhiều khi giống như người xưa mình hay bảo nặn cái mụn ra, nhưng mà nó không có tốt cho da của mình. Nếu mà dùng tay mình nặn, thứ nhất là mất vệ sinh, và thứ hai nữa là đau lắm. Và nó để lại những cái vết bẩn nặn mụn ở trên mặt mình, nó không có tốt. Đây đúng là một cái thứ bàn chải mà rất là mềm. Mình nhúng vào nước cho nó mềm hơn nữa, rồi sau đó mình thoa, mình nhờ rửa mặt thì nó rất là tốt. Đây là một, phải nói thực sự là người nào mà nghĩ ra cái này, người sáng chế ra cái này, họ rất là hay. Cái máy thứ hai nhỏ nhỏ thứ này, nó hơi lớn hơn cái thỏi son một chút xíu, là một cái máy massage mặt. Cho nên có một cái này thì quý ông quý bà đều dùng được hết. Đụng vào đâu là nó ù trên đó, tức là nó, thứ mình thấy mình thấy mà mỏi mắt quá thì mình nhắm mắt vào để thoa trên cái mí mắt này cho nó làm nhẹ nhàng cái mắt của mình đi. Hôm nay hơi nhức đầu một chút xíu, mình thoa lên cái trán này, một thứ massage mặt của mình. Mặt mình hôm nay nếu thấy nó hơi nặng chút xíu, mình thoa đều lên. Massage rất là nhỏ gọn, bỏ trong bóp, bỏ trong túi.
Dạ, túi áo cũng được. Dạ vâng. Rồi còn cái máy thứ ba. Máy thứ ba này chỉ làm make up để thoa phấn, thoa son cho quý bà thôi, chứ không phải cho quý ông. Dạ vâng. Thì đây quý vị thấy người ta thoa bình thường, mình có cái đồ mình mấy bà mà thoa phấn phải không? Dạ, dạ. Có cái bóng phấn đó anh. Bóng phấn đó. Dạ. Nhưng mà nó sẽ không đều được. Đúng không đều được. Ừ. Với cái này nó sẽ thoa phấn rất là đều. Ừ. Không có chỗ mỏng, không có chỗ dày, nó rất là đều và mình có thể thoa ở những cái chỗ mà nó hơi khó thoa một chút xíu. Ừ. Cái căn bản chính nó vừa đều, nó làm cho cái mặt mình sáng hơn và nó dễ sử dụng hơn. Cái này nó họ cho mình hai cái đầu nữa để mà sau khi mình dùng cái này xong mình rửa khô là mình xài một thời gian dài mình có thể đổi cái đầu khác. Dạ vâng. Nhưng mà mình có thể tháo cái đầu này ra rất là dễ thôi quý vị, rồi sau đó mình rửa đi thôi. Thưa quý vị và thưa anh Nguyễn Khôi, tôi nghe anh Nguyễn Khôi anh trình bày về cái máy này đó. Yeah. Tôi lại tưởng anh làm về nghề make up á, về nghề sao trang điểm. Tôi cũng muốn làm nghề đó, tại làm đẹp mà muốn làm, nhưng mà nhất thiết là chồng cho mình cái năng khiếu đó, đâu có dễ của anh Trang. Không phải dễ đâu. Mình tô mắt cho người ta mà mất nhỡ mắt lớn mắt nhỏ rồi sao, người ta bắt thường làm sao. Hoặc là anh vẽ mắt sao mà là thành chim bồ câu, con đậu, con bay là nguy lắm. Vâng thưa quý vị, rồi hôm nay trong phần đầu của tiệm tạp hóa quê hương chúng tôi giới thiệu một số sản phẩm mới, hai sản phẩm rồi, ha, giờ đến phiên tôi. Sản phẩm thứ ba mà thực sự cách đây mấy tuần tôi bắt đầu giới thiệu về sản phẩm này, tôi bán rất là nhiều quý vị nhé. Tôi á thì tôi gọi là kem chống nhăn, còn khách của tôi đó thì họ gọi là kem căng da. Ố, cả hai cái chữ đó đều giống nhau hết. Nói thì xin lỗi anh, nói thì khác nhau, nhưng mà nó mang đến cái kết quả giống nhau. Tôi thì gọi là chống nhăn, có nghĩa là xài vô mình chống được những cái vết nhăn. Còn khách của tôi họ gọi là kem căng da thì cũng đúng thôi, vết nhăn không còn thì cái da mình nó căng da, đơn giản không như không vậy. Cái đó là cái cách giải thích của cô Đoàn Trang, nhưng mà thực sự là nó có cái tên instant ageless, tức là làm trẻ cái nhanh chóng. Dạ vâng, trẻ cấp thời. Nhưng mà cô Đoàn Trang nói là chống nhăn tôi cũng không đồng ý, tại vì nhiều khi có ông xã mà bà xã hay nhăn. Nghe giới thiệu như vậy rồi lại đi mua về tưởng là cái kem này mua cho bà xã. Anh thì... ơi, anh hơi méo mó. Thưa quý vị, có thể anh này, anh ấy là bạn thân của anh Hoàng Tuấn đó. Thành ra quý vị theo dõi những cái chương trình Hoàng Tuấn thực hiện là biết rồi. Anh hay bẻ quặt, bẻ quẹo cái câu chuyện lắm. Mà lại nói những cái điều mà phái nữ chúng tôi không thích nghe. Tức là hay nói xấu phái nữ đó. Anh bị ảnh hưởng Hoàng Tuấn. Bây giờ tôi nói chống nhăn này là vết nhăn. Đơn giản vậy thôi. Chứ không phải nhăn cái kiểu mà không hài lòng ông chồng mà cái mặt mình nhăn lên. Bà xã hay nhăn nhó rồi không, kia thì mua kem này thì chống nhăn đó. Không trị được cái bệnh đó. Bệnh đó may ra tôi đợi Hoàng Tuấn. Anh có phát minh ra một cái sản phẩm gì thì anh này anh nổi tiếng với vấn đề đó. Không phải nói xấu anh, nhưng sự thật là như vậy. Thưa quý vị, vâng. Quý vị sẽ hỏi tôi có thật không? Có thật mà nó kỳ diệu như vậy, có thật là nó miracle không? Như vậy nào. Tôi xác nhận là có thật. Tôi cũng dùng. Nếu quý vị bảo tôi là bây giờ nên đi check botox hoặc là đi căng da thì tôi bảo thank you, I don't want it. Tôi không muốn, cảm ơn. Nhưng mà quý vị bảo dùng cái này được không? Tôi khuyến khích quý vị được, bởi vì tôi cũng dùng. Tôi nghĩ đây chỉ là một loại kem thôi, nó không hại gì cho cái da của mình. Thời, nhanh chóng dạ, nhất thời. Dạ, nó nhất thời và nhanh chóng, và nó chỉ là một loại kem thôi thưa quý vị. Nó cái tình trạng mà da mình nó sẽ căng da, những cái vết nhăn nó biến đi đó, nó kéo dài cho quý vị được từ 8 đến 12 tiếng. Và khi quý vị dùng á thì chỉ trong vòng từ phút thứ 2 thôi, quý vị đã thấy kết quả rồi. Và đây tôi có cái này là tôi gọi là cái quạt của tôi. Quý vị bây giờ thì nhân viên kỹ thuật sẽ chạy trên màn hình cho quý vị thấy là khi người Mỹ người ta sử dụng á, người ta có một cái quạt nhỏ để quạt, nhưng mà đây bây giờ thì bên kỹ thuật chiếu lại tôi, đây là cái quạt của tôi. Nó rất là dễ dàng và rất là đơn giản. Hoặc là quý vị có thể dùng cái hair blower đó, cái máy sấy tóc đó. Mình vặn. Không cần thiết đâu anh. Nếu mà mình muốn. Dạ, tại vì cái này đó, nó chỉ cần có một chút gió vào mặt mình thôi là nó đã khô cái kem rồi. Thành ra đối với tôi đó, cái quạt đấy nó vừa dễ thương. Nó cầm nó nhẹ nhàng, không có mỏi tay mà chẳng tốn mấy đồng đến cái quạt. Và nó chẳng cần phải cắm điện gì hết thưa quý vị. Quý vị quạt trong vòng 2-3 phút thì đó, thì là cái kem nó khô hết, nó thấm vào da, rồi vết nhăn biến mất, thành ra gọi là kem chống nhăn, và da nó căng da, thành ra gọi là kem căng da. Giá thì mấy chục đồng miếng. Một lần mà quý vị đến với thẩm mỹ viện Đoan Trang ấy nhé, thẩm mỹ viện Đoan Trang, quý vị hỏi mua thì thẩm mỹ viện Đoan Trang nằm ở trong cùng với đài phát thanh quê hương và đài truyền hình quê hương, cũng nằm chung cái cơ sở của tiệm tạp hóa quê hương, hỏi thẩm mỹ viện Đoan Trang bán cho quý vị nhé, 3 đồng. Chỉ có 3 đồng một miếng thôi quý vị.
rất là rẻ mà. Nhưng mà quý vị phải mua cho tôi từ 10 miếng trở lên nhé. Chúc quý vị lái xe đến đài, rồi xăng nhớt thời gian. Đấy là mua miếng. Quý vị mua một miếng tôi cũng bán, nhưng mà một miếng là 5 đồng. Nếu muốn xài thử đó, một miếng là 5 đồng. Thì tôi khuyên quý vị nên mua, tệ lắm cũng 5 miếng về xài thử. Còn đỡ mất thì giờ, tại vì mình thấy tốt quá, 2-3 ngày lại trở lại mua. Mua 10 miếng, 20 miếng. Hoặc là mua cho thôi, bạn bè thân thích của quý vị đó, dùng trước rồi dùng với nhau đó. Đó, tiện một người đi mua rồi có thể chia cho nhiều người. Có nhiều người như vậy. Dễ lắm nha, chỉ việc xé một cái miếng này ra, rồi mình bóp cái kem nó ra, tôi đã gọi nó là kem, chậm chút xíu, thí dụ mình có vết nhăn ở đây thì mình chậm ở đây, trên trán mình có những vết thời gian, vết hằn thời gian thì mình chậm ở trên này, 2-3 phút sau nó biến hết. Tiệm cô bán kem, bán kem không cô? Kem có. Không phải mùa hè, không phải bán kem, không phải ice cream đâu. Tôi đang hào hứng giới thiệu cái miracle này. Thì anh hỏi qua kem, tiệm tôi có bán kem, mà không phải là kem ice cream, mà là kem dưỡng da, thưa quý vị. Mùa hè có nói kem là chúng ta nghĩ đến những cái cây kem và những ly kem rất hấp dẫn. Nhưng mà đây, những loại cream này, của Đàn Trang cũng như Đại Quý Hương bán là những loại kem dưỡng da đặc biệt của Đại Hàn. Và chúng tôi giới thiệu nhiều lần rồi, cho nên chỉ xin nhắc tên những loại kem đó thôi. Nhiều vị của Đàn Trang có biết đâu, tại tôi ở đài suốt ngày, nhiều vị đến đài, nhiều bà, nhiều cô và ngay cả các ông nữa còn dành hơn khi mà mình vừa nói ra kem là kem này, tên là cái này. Ồ, cái kem này tôi biết rồi, tôi nghe anh nói trên đài, kem này để dùng làm cái gì, cái gì cái này, tác dụng làm sao biết hết rồi, thuộc hết rồi thưa quý vị. Cho nên chúng mai mốt tôi có ý kiến anh mời khách đến làm talk show, đúng rồi, thay vì tôi với anh Khôi. Có lẽ mai mốt chúng tôi sẽ thâu cái cảnh một số những vị mà đã dùng rồi đó, giống như những cái testimonial đó, tức là nhân chứng đó, và chúng tôi để cho chia sẻ với quý vị, tại vì đó là cái cách quảng cáo hữu hiệu nhất. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ nhắc lại với quý vị những loại kem CC cream, và đó thật có cream là những loại kem rất tốt mà giá cả rất là vừa phải. Kem Đại Hàn chính gốc 100% đang có tại Đài Phát Thanh Quê Hương. Và nếu mà quý vị ở xa xem chương trình này, quý vị muốn order những loại kem đó thì quý vị có thể gọi cho đài ở số điện thoại là 408-645-5575 hoặc là 408-645-5580 hoặc là quý vị gọi số cell của chúng tôi là 408-859-2416. Địa chỉ email của đài qhradio@aol.com. Và nếu mà quý vị ở xa đó thì quý vị cho chúng tôi những chi tiết như là địa chỉ của quý vị để hàng gửi đến tận nhà cho quý vị, cái số credit card của quý vị để quý vị trả tiền qua credit card. Thường thường hàng khoảng từng độ 5 ngày làm việc và quán trà sẽ về tới, sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị. Và dĩ nhiên là cái giá cả thì cũng giống như quý vị ở San Jose này đến đài mua thôi. Chỉ có khác một cái là nếu mà quý vị ở San Jose đến đài mua đó thì có ngay trong ngày, quý vị đến là có liền. Còn quý vị ở xa thì chắc là quý vị phải chờ đợi khoảng chừng độ 5 ngày làm việc. Đôi khi họ gửi nhanh hơn nhưng mà thường là như thế. Và mua bán trên đất Mỹ này thì chúng ta đều phải trả thuế và tiền shipping. Ở xa thì có tiền shipping cũng mấy bạc cũng đáng bao nhiêu. Dạ vâng, anh nói cái vụ ở xa, tôi mới cần tôi phải nói cho các quý khách của tôi ở xa. Quý khách của Thẩm Mỹ Viện Đoan Trang ở xa đó muốn có cái kỳ diệu này, cái miếng kỳ diệu này, miếng kem kỳ diệu này. Yes, thì gọi cho chúng tôi trả tiền, rồi tôi là người đích thân tôi gửi cho quý vị. Rất là đơn giản. Quý vị cũng không phải trả tiền công phí phải không? Tôi đâu có tính tiền kem. Cái tem có 49-50 cent. Tôi bỏ vào trong bao thư tôi gửi về tận nhà cho quý vị. Không phải lo lắng gì cả. Và quý vị có thể trả tiền bằng credit card. Hay là quý vị có thể trả tiền nếu mà quý vị ở xa đó bằng chi phiếu. Và trên chi phiếu thì đừng có để Đoan Trang. Nói đùa. Đoan Trang rồi, nhưng mà Đoan Trang sẽ không cast cái check. Tôi phải gửi trả cái check đó. Để quý vị gửi lại, quý vị để quê hương. Media hoặc là quê hương radio hay là quê hương television cũng được. Có chữ quê hương cho đó là đủ. Thực ra đó thì cũng tâm sự với các quý khán thính giả mộ điệu ở xa là trung tâm thẩm mỹ Đoan Trang đó cũng làm việc cũng mấy chục năm rồi, 20 mấy năm rồi, nhưng mà không nổi tiếng bằng Đài Quê Hương đâu. Thành ra chúng tôi vẫn chưa có được cái ưu tiên là để gửi quý vị gửi tiền về mà để tên Đoan Trang. Quý vị nhớ dùng đề Quê Hương chứ không phải là đề Thẩm Mỹ Viện Đoan Trang. Còn nhiều mặt hàng nữa, chẳng hạn như là gối Canuda, chẳng hạn như là thuốc hair serum cho rồi anh cho tôi mượn đi, hình như bên anh có nè. Thưa quý vị, riêng tôi thì tôi rất là thích thú với cái sản phẩm này. Nó có tên là 21 ngày kỳ diệu. Và tôi cũng cảm ơn quý bà, quý cô, quý anh, quý chị, quý ông đã tin tưởng vào lời giới thiệu của tôi
đến Đài Quê Hương để mua sản phẩm này rất là đông. 21 ngày kỳ diệu có nghĩa là quý vị dùng, sau 21 ngày, những người nào đang bị rụng tóc, tóc sẽ ngừng, không rụng nữa. Những người nào tóc bị mất ở trên đầu đó thì ở nơi đó quý vị sẽ thấy tóc bắt đầu mọc ra. Những người nào trên đầu bị gầu, không còn gầu nữa. Những người nào chưa hài lòng với mái tóc của mình, nó bị khô, nó bị cháy, nó bị chảy ngọt, sau 21 ngày xoay gương, ủa sao hôm nay tóc mình đẹp thế, tóc mình đen thế, tóc mình nhìn nó có vẻ đầy sức sống. Dạ vâng. Thành ra người ta mới đặt cái tên là kỳ diệu, nhưng mà phải sau 21 ngày, chứ đừng có hy vọng xài 1-2 ngày mà nó điều kỳ diệu xảy ra thì không có. Thưa quý vị, quý vị muốn biết chi tiết hơn nữa thì gọi về Đài Quê Hương, có số điện thoại sẽ chạy trên màn hình để biết rõ về giá cả và cách thức order như thế nào. Rồi, còn anh Nguyễn Khôi, gối Canada. Canada. Vâng, thưa quý vị, gối Canada là một loại gối được đặc chế từ bên Đài Hàn, và cái tác dụng gối này là giúp cho chúng ta có một giấc ngủ ngon và ngủ thẳng cái cổ, không ảnh hưởng tới dây thần kinh của mình. Những người bị đau nhức vì trước đây mình ngủ sai thế đó, hoặc là cái nệm của mình quá cũ, hoặc là cái gối của mình không, mình gối không đúng cách, hoặc là có nhiều người gối cái gối mà nó mềm quá đó, thì nó đầu nó ngả sang bên như vậy, thường thường là như vậy, nó ảnh hưởng đến cái dây thần kinh, nó bị chẹt. Thì cái gối này giúp chúng ta ngủ cái cổ nó thẳng và giúp cho cái thần kinh của mình nó không bị ảnh hưởng, không bị nó làm cho mình đau nhức. Thì cái gối Canada này hiện đang có tại Đài Phát thanh Quê Hương, quý vị có thể order một chiếc cũng được, hoặc là quý vị có thể order một cái hộp gồm có hai chiếc double set. Thì cái giá mà chúng tôi bán ở trên Đài Quê Hương đó rẻ hơn rất là nhiều nếu mà quý vị có dịp so sánh trên eBay hoặc là trên Amazon. Dạ vâng, còn có một phút cuối cùng dành cho phần giới thiệu về tiệm tạp hóa Quê Hương. Hôm nay hết bóp rồi cô, hết giỏ rồi cô. Có nhiều đó thì hả? Dạ không, nhiều lắm. Nhiều lắm, nhưng mà tại cái cửa hàng của tôi, cái bàn làm việc này nó nhỏ xíu à. Chứ còn thực ra tôi có nhiều bóp lắm, nhiều giỏ lắm, màu sắc khác nhau và kiểu khác nhau. Thì tôi chỉ giới thiệu một cái loại đơn cử thôi. Một bộ nó là ba, anh Khối gọi là ba miếng. Thì tôi cứ tạm gọi là ba cái giỏ hoặc ba cái bóp đi. Một bộ như vậy, quý vị nghĩ đi, có rẻ không? 150 đồng. Mà tới ba cái bóp nhé, một cái bóp lớn, một cái bóp trung bình nhỏ hơn, và một cái bóp này mình gọi là bóp cầm tay đó, để mình đựng thẻ, mình đựng bằng cái gì, bằng lái xe, quý rồi thì các loại thẻ, quý bà thì thích lắm, thích đựng các loại thẻ ở trong này, và tiền mặt cũng ở trong này. Dạ vâng, anh có phải hiểu tâm lý phụ nữ quá. Cái vấn đề sở dĩ hôm nay cô đưa cái giỏ cái bóp là tôi mới nhớ đến một điều tôi gặp. Tôi vừa qua đi lễ ở một ngôi chùa ở San Jose, thì có gặp một nữ thi giả chùa Từ Lâm đúng không? Và thì vì để có nói cái bóp này á, cái giá nó hơi cứng, thì tôi có giải thích cho chị à, tại thưa chị như thế này, chị muốn mua cái loại bóp mà da nó mềm, chúng tôi có vậy, tùy theo, tại vì có người thích cứng, có loại người thích da nó mềm một chút, có những người thích cứng là tại vì da nó cứng như vậy mình để được nhiều đồ và lúc nào cái bóp nó cũng thẳng cả. Nhưng mà có người bảo chứ tôi thích cái gì mềm mại, không sao, Đài Quê Hương có những loại bếp mà da nó rất là mềm mại. Dạ vâng. Rồi quý vị muốn những cái loại bóp mà da thật là tốt, thật là tốt, chúng tôi cũng có luôn. Đương nhiên cái giá của nó cao hơn một chút. Cái loại này là thì 150. Còn cái kiểu nó hơi khác một chút nhưng mà nó to hơn một tí xíu. Cũng 3 miếng, cũng 3 cái bóp thì là 170. Rồi chúng tôi cũng có những loại bóp là 220 đồng, 265 đồng. Thưa quý vị muốn kiểu như thế nào, muốn màu sắc làm sao, giá tiền như thế nào, đừng ngần ngại, đến với tiệm tạp hóa Quê Hương, chúng tôi có đầy đủ cả, thưa quý vị. Một lần nữa, số điện thoại của Đài là 408-645-5575, 408-645-5580, số sale của chúng tôi là 408-859-2416, email của Đài là qhradio@aol.com, địa chỉ của Đài là 1630 Oakland Road Suite A 109 San Jose, California 95131. Quý vị thấy không? Anh Nguyễn Khôi thuộc đấy sao? Thuộc và nói rất là mau, rất là lưu loát. Còn phần tôi á, cái câu mà tôi nói mau và lưu loát nhất vẫn luôn luôn là cảm ơn các quý khán thính giả của Đài đã theo dõi các tiết mục của Đài từ TV cho đến radio, theo dõi và ủng hộ chúng tôi, thương mến chúng tôi. Thành ra cảm ơn quý vị rất nhiều, và cũng nhắc nhở quý vị hãy đến với Đài Quê Hương. Có những nhu cầu về những mặt hàng mà chúng tôi đang bán đó, thì mua đỗ cũng vậy, mua dùm chúng tôi. Cảm ơn rất là nhiều thưa quý vị.